Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Ukraine tuyên bố sẽ tìm ra cách đối phó với Nga, dù ai là Tổng thống Mỹ. Điểm nóng thế giới, Sở Chỉ huy Ukraine bất ngờ bị đánh úp, Nga nã tên lửa kinh hoàng. Đức công bố kế hoạch chiến tranh với Nga, Pháp hoảng hốt tính cách tháo chạy khỏi NATO. Con trai ông Donald Trump tiết lộ sự thay đổi khôn lường sau khi ông cận kề cái chết. Mật vụ Mỹ tiết lộ lý do bỏ sót mái nhà nơi nghi phạm bắn ông Trump. Ông Joe Biden đồng ý từ bỏ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 với một điều kiện. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hôm 17 tháng 7 rằng Ukraine sẽ tìm cách đối phó với bất kỳ điều gì xảy ra nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Ukraine sẽ phải đối mặt với những khó khăn về ngoại giao và quân sự nếu ông Trump và người đồng hành J.D. Vance dẫn trước trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance đã đấu tranh tại Quốc hội để ngăn chặn viện trợ quân sự và tài chính của Mỹ cho Ukraine, khiến nước này chống lại các lực lượng và những cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga. Trong khi ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột ngay lập tức nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Mặc dù vậy, ông Trump chưa cho biết ông sẽ làm điều đó như thế nào. Các nhà phân tích nói rằng điều đó có thể bao gồm việc rút viện trợ của Mỹ cho Ukraine, trừ khi nước này đồng ý ngừng bắn, theo các điều khoản của Nga, bao gồm cả việc nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow. Ông Umerov tiết lộ, chúng tôi tin vào sự lãnh đạo của Mỹ và chúng tôi tin rằng Mỹ cũng muốn các đối tác và đồng minh của mình mạnh mẽ như vậy. Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ tập trung vào chiến trường. Ông khẳng định, bất kể kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ra sao, thì chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp. Ông Umerov, giống như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington tuần trước, đã không nói rằng liệu Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu hay sẽ đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn nhượng bộ lãnh thổ cho Nga nếu Mỹ rút lại sự hỗ trợ. Trong khi các thành viên khác trong NATO cũng cung cấp vũ khí, tài chính và sự hỗ trợ khác cho Ukraine, thì sự hỗ trợ của Mỹ đóng vai trò lớn nhất kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào đầu năm 2022. Hiện nay, ông Umerov nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại phần lãnh thổ đã mất vào tay Nga. Ông nói, trong số các mục tiêu của chúng tôi có giành lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Nga đã chiếm được trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng phản bác Tổng thống Biden ở một điểm, song không nêu đích danh. Theo đó, dù ông Biden là người ủng hộ quan trọng nhất trong việc hỗ trợ Ukraine phòng thủ, nhưng ông vẫn chống lại áp lực ngày càng gia tăng về việc dỡ bỏ các hạn chế cứng rắn đối với việc sử dụng vũ khí của Mỹ để nhắm vào các mục tiêu quân sự tại Nga. Ông Umerov cho biết, Ukraine không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng, trừ khi nước này có thể tấn công vào các căn cứ không quân và các địa điểm quân sự mà Moscow triển khai vũ khí. Thưa quý vị, một quan chức an ninh Nga mới đây cho biết, một sở chỉ huy của cơ quan an ninh Ukraine SBU ở thủ đô Kiev đã bị Nga tấn công đầu tuần này. Quan chức này cho biết đã có một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào mục tiêu quân sự ở Kiev. Một sở chỉ huy của cơ quan an ninh Ukraine đã bị tấn công. Một số sĩ quan tại sở chỉ huy đã thiệt mạng và một số quan chức của cơ quan an ninh Ukraine bị thương nhẹ. Các thông tin chi tiết khác về vụ tấn công chưa được tiết lộ. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tờ Pravda của Ukraine hôm 16 tháng 7 đưa tin, lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào Kiev ngay trong đêm. Mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống hai quận. Ngoài ra, tờ Pravda không đề cập đến cuộc tấn công nào khác bằng tên lửa ở Kiev. Một nguồn tin quân sự ở Donetsk nói với hãng tin TASS, các lực lượng của Ukraine đã rời bỏ vị trí ở phía đông bắc Chasovia và đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề ở khu vực này. Nguồn tin trên cho biết thêm, lính dù Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi phía đông bắc Chasovia, những người sống sót đã chạy trốn, rời bỏ vị trí để tiến sâu vào bên trong tuyến phòng thủ. Theo người này, quân Nga đã vượt qua kênh Seversky Donetsk, Donbass và sức ép đối với lực lượng Ukraine ở khu vực này đang ngày càng gia tăng.
Trước đó, quân đội Ukraine xác nhận các binh sĩ nước này đã rút khỏi ngôi làng Krynki ở bờ bắc của Kherson. Theo Ukrainska Pravda và Spiegel, ngày 17 tháng 7, chính phủ Đức đã phê chuẩn dự thảo ngân sách cho năm 2025, trong đó bao gồm số tiền viện trợ cho Ukraine chỉ bằng một nửa so với năm 2024. Năm 2024, Đức phân bổ 8 tỷ euro để trang bị và huấn luyện cho các lực lượng Ukraine, nhưng năm 2025, số tiền viện trợ cho Kiev chỉ còn một nửa. Năm 2022, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố Zeitenwende, một bước ngoặt về chính sách quốc phòng của Đức. Khi đó, chính phủ liên minh của ông công bố kế hoạch trị giá 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội. Quỹ hiện đại hóa đặc biệt dự kiến sẽ cạn kiệt vào năm 2028, khi Đức đáp ứng khuyến nghị của NATO về việc chi 2% GDP cho quốc phòng. Nước này cũng cùng với các thành viên khác trong khối do Mỹ đứng đầu hỗ trợ Kiev bằng vũ khí và các hình thức viện trợ khác. Theo hãng thông tấn TASS, Thiếu tướng Abdi Alodinov, Phó Cục trưởng Chính trị Quân sự của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cho biết, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc vào trước cuối năm nay. Những người như ông Trump, ông Zelensky, họ đến rồi đi, trong khi phần lớn chúng ta chỉ trông cậy vào Chúa Trời. Tôi sẽ nói thế này, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ hoàn tất trong năm nay. Tôi chắc chắn về điều đó, tôi có lý do để khẳng định như vậy. Thưa quý vị, lãnh đạo Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Những người yêu nước Florian Philippo đã kêu gọi Pháp rút khỏi NATO sau khi Đức công bố kế hoạch chiến tranh với Nga. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, lãnh đạo Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Những người yêu nước Pháp Florian Philippo cho biết Pháp phải rời NATO càng nhanh càng tốt vì kế hoạch của Đức điều chuyển 800.000 quân của NATO trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Ông Philippo nói trên mạng xã hội X, thật khó tin, Đức đang bí mật thực hiện một nỗ lực hậu cần khổng lồ để cho phép 800.000 quân NATO đi qua lãnh thổ của mình để bảo vệ Đông Âu trước kịch bản xảy ra xung đột với Nga. Thay vì thảo luận về xung đột trong Quốc hội Pháp, chúng ta cần khẩn trương thảo luận về vấn đề này. Pháp hãy tránh trường hợp xấu nhất bằng cách thoát ra khỏi địa ngục này và rời khỏi NATO. Trước đó, nhà báo Ramus Bustener của tờ Spiegel viết rằng Berlin đang phát triển một kế hoạch bí mật nhằm chuyển khoảng 800.000 binh sĩ và 200.000 thiết bị quân sự từ các nước phương Tây đến biên giới với Nga trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Lầu Năm Góc tuyên bố rằng vào năm 2026, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai các hệ thống tấn công tầm xa ở Đức. Hệ thống này sẽ vượt trội đáng kể so với các loại vũ khí đã có ở châu Âu. Những tuyên bố này đang đặc biệt nhấn mạnh tới SM-6, tên lửa Tomahawk và vũ khí siêu thanh. Tổng thống Nga Vladimir gọi những tuyên bố về việc Moscow muốn tấn công NATO là vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng những lời tuyên bố như vậy do phương Tây đưa ra là nhằm đánh lừa người dân của chính mình. Thưa quý vị, con trai cả của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nói rằng ứng viên dẫn đầu Đảng Cộng Hòa sẽ cố gắng hết sức để tiết chế thông điệp của mình sau khi ông cận kề cái chết. Con trai cả của ông Trump, Donald Jr. nói với Axios, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi vĩnh viễn sau vụ ám sát hụt vào cuối tuần qua và sẽ trở thành một nhân vật ôn hòa hơn trong tương lai. Ông Trump đã thoát chết tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, khi một viên đạn của sát thủ sượt qua tay ông. Tay súng bắn từ sân thượng, cách sân khấu khoảng 500 feet, tức gần 150 mét, giết chết một khán giả tại cuộc biểu tình và làm bị thương hai người khác trước khi anh ta bị các tay súng bắn tỉa của sở mật vụ hạ gục. Nói chuyện với Axios bên lề đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa tại Wisconsin hôm thứ Ba, Donald Jr. nói rằng anh đang đi câu cá cùng gia đình thì vị hôn thê của anh thông báo cha anh đã bị bắn. Donald Jr. nhớ lại và nói thêm rằng phải 90 phút sau tôi mới biết ông ấy vẫn còn sống. Kim gọi cho tôi và nói cha của anh đã bị bắn. Donald Trump Jr. nói về sự dịu đi thấy rõ của cha mình. Bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng nó sẽ kéo dài. Có những sự kiện làm thay đổi bạn trong vài phút và cũng có những sự kiện làm thay đổi bạn vĩnh viễn. Con trai cả của ông Trump nói thêm, bố tôi sẽ luôn là một chiến binh, điều đó không bao giờ thay đổi, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ cố gắng hết sức để tiết chế những gì cần thiết. Trump Jr. tiếp tục, ông ấy sẽ trở nên cứng rắn khi cần thiết.
Chúng tôi đã thấy điều đó, ông ấy sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng tôi nghĩ có thể điều gì đó đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng đây là những dịp quan trọng có thể thay đổi con người vĩnh viễn. Ông Donald Trump đã đứng dậy gần như ngay lập tức sau vụ nổ súng, giơ nắm đấm lên trời và yêu cầu những người ủng hộ ông chiến đấu trước khi ông được các nhân viên của sở mật vụ dẫn đi. Tuy nhiên, sự thách thức của ông Trump có thể đã nhường chỗ cho một cách tiếp cận chính trị mang tính hòa giải hơn. Phát biểu với tờ New York Post hôm 14 tháng 7, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa nói rằng ông đã viết một bài phát biểu cực kỳ cứng rắn, tất cả về chính quyền tham nhũng, khủng khiếp, để trình bày tại Đại hội Đảng Cộng hòa vào ngày 18 tháng 7, nhưng ông đã vứt nó đi và bắt đầu thực hiện bài phát biểu nhằm kêu gọi đoàn kết đất nước sau vụ ám sát. Thưa quý vị, bà Kimberly Chieter, giám đốc Sở Mật vụ Mỹ, mới đây đã giải thích những lo ngại về an toàn đã ngăn cản việc triển khai các đặc vụ trên nóc tòa nhà nơi nghi phạm bắn ông Donald Trump xuất hiện. Ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, đã thoát chết chỉ trong gang tấc trong vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7 khi một tay súng đơn độc bắn nhiều phát đạn về phía ông. Nhân viên mật vụ Mỹ đã bắn hạ nghi phạm sau khi một viên đạn của đối tượng này sượt qua tai khiến ông Trump bị thương. Vụ việc còn khiến một khán giả có mặt tại cuộc vận động tranh cử thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Bà Chieter nói với ABC News hôm 17 tháng 7, tòa nhà đó có mái dốc ở điểm cao nhất. Bạn biết đấy, yếu tố an toàn đã được xem xét, do đó chúng tôi không muốn đưa ai lên mái dốc này. Quyết định được đưa ra là bảo vệ tòa nhà từ bên trong. Nghi phạm Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đã trèo lên nóc nhà máy, nơi có tầm nhìn rõ về phía ông Trump và chỉ cách ông khoảng hơn 120m. Trên thực tế, mái nhà mà nghi phạm xuất hiện lại ít dốc hơn nhiều so với các mái nhà ở phía sau sân khấu ông Trump đứng, nơi bố trí các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ Mỹ. Do đó, lời giải thích của bà Chieto đã vấp phải sự phản đối và hoài nghi của các chuyên gia. Ông Joe Ken, cựu sĩ quan của lực lượng đặc biệt lục quân Mỹ đang tranh cử vào Quốc hội, đã thắc mắc tại sao Sở Mật vụ lại không đảm bảo an ninh tại các lối vào của nhà máy. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas nhấn mạnh sự thất bại của Sở Mật vụ là một phần trong các sự kiện xảy ra hôm 13 tháng 7, nhưng ông vẫn tin tưởng 100% vào bà Chieto. Về phần mình, bà Chieto nói âm mưu ám sát là không thể chấp nhận được và điều này không được phép xảy ra lần nữa, song bà khẳng định không có ý định từ chức. Bà Chieto cũng không đề cập đến chi tiết đội bảo vệ của ông Trump, bao gồm 3 phụ nữ có vóc dáng nhỏ hơn nhiều so với ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Còn hôm 15 tháng 7, khi xuất hiện tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, đội an ninh của ông Trump toàn những người có chiều cao ngang tầm với ông. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 7, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Chieter đã đồng ý làm chứng trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện nước này vào ngày 22 tháng 7 trong phiên điều trần liên quan đến vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một buổi vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Tình hình an ninh đã được giám sát chặt chẽ, song các đặc vụ thuộc cơ quan mật vụ đã không ngăn được một đối tượng nổ súng khiến ông Trump bị thương ở một bên tai. Vụ việc đang được FBI điều tra như một vụ ám sát, làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về các giao thức an ninh, đặc biệt là cách nghi phạm có thể xuất hiện trên một mái nhà gần đó, với tầm nhìn thẳng tới nơi ông Trump đang phát biểu. Một người tham dự cuộc vận động đã thiệt mạng và hai người khác bị thương. Ông Donald Trump đã xuất hiện tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin vào ngày 16 tháng 7, nơi ông chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống năm 2024 của đảng này. Điều đáng nói là các đại biểu Đảng Cộng hòa đã đeo băng gạc ở tai như một cách để thể hiện sự ủng hộ với ông Trump. Đây thậm chí còn được xem là một xu hướng thời trang mới tại đại hội của Đảng Cộng hòa năm nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cũng đã ra lệnh đánh giá vụ việc một cách độc lập, trong khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ tiến hành điều tra nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có câu trả lời về những sai lầm của cơ quan mật vụ trong vụ việc này. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tuyên bố sẽ tái cân nhắc có nên tiếp tục tham gia tranh cử vào Nhà Trắng năm nay hay không nếu bác sĩ trực tiếp nói ông có tình trạng bệnh lý cần phải nghỉ. Theo tờ báo New York Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần cho biết không bác sĩ nào từng nói với ông về việc ông đang mắc bệnh nghiêm trọng. Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connell đã viết sau khi khám sức khỏe cho Tổng thống hồi tháng 2 năm nay rằng
Ông Biden là một người đàn ông 81 tuổi khỏe mạnh, năng động, cường tráng và vẫn đủ sức khỏe để đảm đương các trọng trách của Tổng thống. Tuy nhiên, màn thể hiện lép vế của ông Biden trước đối thủ Donald Trump, 78 tuổi, trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình hôm 27 tháng 6 giữa hai ứng cử viên trước cuộc tổng tuyển cử đã khiến cho các đồng minh trong Đảng Dân Chủ lo lắng về sức khỏe và sự nhạy bén của người lãnh đạo Nhà Trắng. Ông Biden cũng đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi rút khỏi cuộc đua vào ghế lãnh đạo chính phủ năm nay từ chính các quan chức hàng đầu trong Đảng Dân Chủ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bet được công bố hôm 17 tháng 7, ông Biden đã nhận được câu hỏi về điều gì sẽ khiến ông xem xét lại việc tái tranh cử. Ông Biden đáp, nếu tôi mắc một số bệnh lý nào đó và nếu các bác sĩ đến gặp tôi và nói ông đã mắc vấn đề này, vấn đề kia. Đây là phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ về chuyện tái tranh cử. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC vào đầu tháng này, ông Biden khẳng định ông sẽ chỉ từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay nếu Chúa Toàn Năng yêu cầu ông phải làm như vậy. Tại một cuộc họp báo ở Washington vài ngày sau đó, ông Biden nói sẽ tiếp tục tái tranh cử trừ khi các trợ lý mang đến các bằng chứng cho thấy ông không bao giờ có thể giành chiến thắng. Tại cuộc phỏng vấn mới với Bet, ông Biden thú nhận đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong toàn bộ cuộc tranh luận với ông Trump và sẽ tái cân nhắc quyết định của mình nếu một trong các bác sĩ của ông thay đổi đánh giá của họ về sức khỏe của ông. Vị Tổng thống 81 tuổi cũng lần đầu tiên tiết lộ ông từng muốn rời khỏi ghế lãnh đạo Nhà Trắng và chuyển giao nó cho người khác sau một nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định tái tranh cử vì tin rằng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của bản thân sẽ giúp hàn gắn đất nước đang trong tình trạng chia rẽ ngày càng tồi tệ. Thưa quý vị, mới đây Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 17 tháng 7 khi đang ở Las Vegas và đã có những triệu chứng nhẹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre thông báo kết quả xét nghiệm của ông Biden, 81 tuổi, sau khi Chủ tịch Unidos US, một tổ chức dân quyền cho người Latin, nói rằng Tổng thống Mỹ sẽ không thể phát biểu tại một sự kiện theo đúng kế hoạch. Bà Jean-Pierre nói, ông Biden đã được tiêm phòng COVID-19, bao gồm cả mũi tăng cường và đang có các triệu chứng nhẹ. Chỉ vài phút sau thông báo, đoàn xe của Tổng thống Mỹ đã di chuyển đến sân bay Las Vegas. Nhà Trắng cho biết Tổng thống đang quay về Delaware để tự cách ly và sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình trong thời gian đó. Trước khi phát hiện mắc COVID-19, ông Biden đã dành 2 đêm ở Las Vegas để vận động tranh cử. Trên trang Facebook của Nhà Trắng, bác sĩ của Tổng thống Biden cho biết, ông Biden có các triệu chứng ở đường hô hấp, bao gồm sổ mũi và ho, kèm theo mệt mỏi. Tổng thống Biden cảm thấy ổn khi tham gia sự kiện đầu tiên trong ngày, nhưng sau đó ông thấy mệt hơn nên đã được xét nghiệm COVID-19 và nhận kết quả dương tính. Ông sẽ tự cách ly theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC. Ông đã được dùng liều thuốc kháng virus Paxlovid đầu tiên. Thưa quý vị, sau nhiều tháng đồn đoán, ông J.D. Vance đã chính thức trở thành phó tướng của ông Donald Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Nghị sĩ J.D. Vance được cho là người kế thừa phong trào nước Mỹ trên hết, mà theo đó ông cổ suý chuyển hướng chú ý từ Ukraine sang Trung Quốc và châu Á. Khi được ông Trump chọn làm phó tướng cho mình trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ông Vance đã có những quan điểm đối ngoại có thể gây ảnh hưởng tương tự như ông Trump nếu vị cựu Tổng thống Mỹ này tái đắc cử vào tháng 11 tới. Vậy nếu ông Vance chính thức trở thành phó Tổng thống Mỹ, điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào? Thượng nghị sĩ Vance là một trong nhiều chính trị gia thuộc Đảng Cộng Hòa, cổ suý cho châu Á trước tiên. Cụ thể, họ mong muốn giới hạn sự chú ý của Mỹ dành cho châu Âu và hướng nguồn lực của Mỹ vào đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc, bởi theo ông, đây mới là đối thủ thực sự của Mỹ. Tại Quốc hội Mỹ, ông Vance giành được tiếng tăm là một trong những đối thủ mạnh mẽ nhất của chủ trương Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Ông nói, Mỹ đã cung cấp chiếc chăn an ninh cho châu Âu trong thời gian quá dài và kêu gọi các đồng minh châu Âu đẩy mạnh đóng góp quân sự của riêng họ cho Ukraine. Ngay sau khi Nga đưa quân vào Ukraine năm 2022, ông Vance thẳng thừng tuyên bố, thành thực mà nói, tôi không thực sự quan tâm điều gì xảy đến với Ukraine theo cách này hay cách khác. Ông Vance tự mô tả lập trường của mình đối với Trung Quốc là mang tính dân tộc chủ nghĩa về kinh tế một cách trực diện. Quan điểm của nghị sĩ Vance bao gồm gia tăng ủng hộ cho ngành sản xuất Mỹ, coi đó là cách trực tiếp chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông Vance tin rằng tăng thuế quan nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc
sẽ tăng cơ hội phát triển kinh tế tại các bang thuộc vành đai rỉ sắt của Mỹ như Michigan, Ohio và Pennsylvania. Ông Vance đã thay đổi quan điểm về biến đổi khí hậu khi ông ra ứng cử vào Thượng viện Mỹ năm 2022. Hồi năm 2020, ông nói về vấn đề khí hậu mà Mỹ đang đối diện. Nhưng khi tìm kiếm sự ủng hộ của ông Trump cho một ghế trong Thượng viện, ông Vance đã xác định mình là người hoài nghi trách nhiệm của con người trong vấn đề biến đổi khí hậu. Trong quá khứ, ông Vance coi chính sách đối ngoại là nhân tố chính trong sự ủng hộ của ông dành cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hồi đầu năm 2023, khi nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa đang ủng hộ Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, thì ông Vance đã viết bài bình luận ủng hộ ông Trump tái tranh cử, đồng thời các người ông Trump có chính sách đối ngoại thành công, coi đây là phần quan trọng nhất trong di sản của ông Trump. Nếu nắm giữ được vị trí Phó Tổng thống Mỹ, ông Vance có thể đóng vai trò cố vấn quan trọng cho ông Trump, đặc biệt là về chính sách đối ngoại. Và với sự hậu thuẫn của ông Trump, ông Vance sau này có thể chuẩn bị hành trang cho cuộc tranh cử Tổng thống của riêng mình vào năm 2028. Thưa quý vị, một cựu quan chức Ukraine giấu tên mới đây đã chia sẻ với tạp chí Time rằng Đảng Cộng hòa đề cử Thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance làm ứng cử viên Phó Tổng thống, có nghĩa là Ukraine cần đặc biệt cẩn trọng trong lời nói và hành động của mình. Ukraine giờ đây phải đặc biệt thận trọng trong lời nói và hành động. Ấn phẩm Time dẫn lời cựu quan chức này nói trong một bài báo có tựa đề Người Ukraine lo sợ những gì mà ông Vance có thể làm với tư cách là Phó Tổng thống. Như ấn phẩm lưu ý, một trong những nguồn tin trong giới chính sách đối ngoại của Kiev cũng phản ứng tiêu cực với việc đề cử thượng nghị sĩ. Nhớ lại những tuyên bố trước đây của ông Vance về tình trạng tham nhũng của các quan chức Ukraine. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa rằng ông đã đề cử thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance làm Phó Tổng thống nếu ông thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ngay sau đó, Đại hội Đảng Cộng hòa đã đề cử ông Vance cho vị trí này. Ông Vance cho biết Washington sẽ bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga và Ukraine. Ông Trump sẽ sẵn sàng đích thân tham gia đối thoại với Moscow về Ukraine mà không cần trung gian. Ông Vance nói với Fox News rằng ông Donald Trump sẽ đàm phán với Nga và Ukraine để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, để Mỹ có thể tập trung vào vấn đề thực sự, đó là Trung Quốc. Theo ông, Trung Quốc vẫn là mối đe dọa lớn nhất mà Mỹ dường như đã quên mất. Ông Vance được biết đến vì nỗ lực ngăn chặn dự luật tăng viện trợ cho Ukraine trong năm nay tại Thượng viện, vì nghị sĩ tin rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine là vô lý và tốn kém. Ông cũng tin rằng việc Ukraine quay trở lại biên giới năm 1991 là một điều viển vông. Vào tháng 2 năm 2024, ông Vance nói với Politico rằng Mỹ cần phải xem xét lại sự ủng hộ của mình đối với Kiev. Ông đã không tham dự cuộc họp của phái đoàn Ukraine với các thượng nghị sĩ và chỉ trích chính quyền Joe Biden vì đã từ chối đàm phán với Nga. Ông Vance cũng cho biết phương Tây sẽ không bao giờ có thể sản xuất đủ vũ khí để giúp Ukraine giành chiến thắng. Các phương tiện truyền thông trích dẫn lời ông Vance phát biểu vào năm 2022 rằng Tôi phải thành thật với bạn rằng tôi không thực sự quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với Ukraine, theo cách này hay cách khác. Theo ông, cuộc chiến ở giải Gaza phải kết thúc càng sớm càng tốt để Israel và các quốc gia Ả Rập Sunni có thể thành lập một mặt trận thống nhất chống lại Iran. Ông gọi các cuộc tấn công của Mỹ và lực lượng ủy nhiệm của Iran là một cuộc ném bom yếu ớt. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa với các cử tri da đen rằng ông sẽ tất tay để tái cử vào ngày 5 tháng 11 tới. Chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden cũng cố gắng sẽ điều chỉnh thông điệp sau vụ ám sát nhằm vào đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Ngày 16 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu chính trị đầu tiên sau vụ nổ súng ám sát nhằm vào đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào chiều ngày 13 tháng 7, tức sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Khi phát biểu tại Đại hội Thường niên của Hiệp hội Quốc gia vì sự thăng tiến của người da màu, được tổ chức tại Las Vegas, nơi tập trung đông đảo cử tri da đen, ông Biden đã được chào đón bằng những tiếng hô vang 4 năm nữa. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông sẽ tất tay để tìm cách tái cử vào ngày 5 tháng 11 và công kích những điều mà đối thủ Donald Trump đã làm trong thời gian tại nhiệm. Ông Biden nói, việc quản lý sai lầm của ông Donald Trump đối với đại dịch COVID-19 và đặc biệt là tàn phá các cộng đồng người da đen. Tổng thống Mỹ đương nhiệm cho biết thêm,
tỷ lệ thất nghiệp của người da đen đã đạt mức thấp kỷ lục dưới thời chính quyền Biden-Harris, còn ông Trump đang nói dối rất nhiều về điều này. Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cho rằng nền chính trị Mỹ đã trở nên quá nóng bỏng và tất cả mọi người Mỹ đều phải có trách nhiệm phải hạ thấp nhiệt độ của nền chính trị Mỹ. Đồng thời, ông lên án bạo lực dưới mọi hình thức. Tổng thống Mỹ đương nhiệm nói rằng ông rất biết ơn vì ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump không bị tổn thương nghiêm trọng sau vụ ám sát trong cuộc vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào chiều ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương. Cory Comperator, người lính cứu hỏa tình nguyện 50 tuổi, đã thiệt mạng khi che chắn cho gia đình khỏi những viên đạn nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 7 vừa qua tại một cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania. Bà Helen, vợ của ông Comperator, nói với tờ New York Post rằng bà và chồng đang chuẩn bị kỷ niệm 29 năm ngày cưới khi gia đình họ tham dự sự kiện vận động ở Butler, ngoại ô Pittsburgh vào ngày 13 tháng 7. Bà Helen kể với New York Post, anh ấy là người hùng của tôi, lúc đó anh ấy chỉ bảo nằm xuống. Đó là những lời cuối cùng mà anh ấy nói, anh ấy đã rất háo hức tới sự kiện, đó đáng lẽ sẽ là một ngày tuyệt vời của gia đình chúng tôi. Helen Comperator cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng gọi điện cho gia đình bà sau vụ việc, nhưng bà đã từ chối. Bà cho biết, chồng tôi là một người trung thành với Đảng Cộng Hòa. Bà Helen cũng nói, bà không quan tâm nhiều đến chính trị, nhưng bà ủng hộ ông Donald Trump và sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên này trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình ông Comperator ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra. Ông Biden nói, anh ấy là một người cha, anh ấy đã bảo vệ gia đình khỏi những viên đạn bay và anh ấy đã hy sinh. Chúa phù hộ cho anh ấy. Cory Comperator là cựu đội trưởng đội cứu hỏa của công ty cứu hỏa tình nguyện Buffalo Township. Đội cứu hỏa hiện đã đặt một đài tưởng niệm bên ngoài trạm cứu hỏa với bộ đồng phục của ông Comperator để tôn vinh người anh em, người con, người chồng, người cha và người bạn thân thiết của họ. Forest, một công ty tư nhân của Nga, mới đây tuyên bố sẽ thưởng 15 triệu rúp, tương đương 170.000 đô la Mỹ, cho binh sĩ đầu tiên của nước này bắn hạ máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine sắp vận hành. Theo hãng tin RT, công ty Forest có trụ sở chính ở vùng Ural và hoạt động trong ngành dầu khí, trước đây đã từng trao thưởng lớn cho binh sĩ Nga phá hủy các thiết bị mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, như xe tăng M1 A1 Abrams và Leopard. Forest cho hay, khoản tiền trên là một phần trong chiến lược của công ty này nhằm hỗ trợ các lực lượng vũ trang Nga và thúc đẩy tinh thần binh sĩ đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan đã cam kết cung cấp cho quân đội Ukraine ít nhất là 60 chiếc máy bay chiến đấu F-16 vào cuối năm nay. Đầu tháng 7, chính phủ Hà Lan thông báo việc chuyển giao những chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên trong lô 24 chiếc sắp diễn ra. Phó giám đốc điều hành Forest Ilya Potanin cho biết trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 17 tháng 7 rằng sẽ có phần thưởng cho việc tiêu diệt máy bay chiến đấu F-15 và F-16. Trước đó phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, giám đốc điều hành của Forest thông báo số tiền thưởng cho chiếc máy bay F-16 đầu tiên bị bắn rơi sẽ là 15 triệu rúp. Ukraine tuyên bố cần máy bay F-16 để thách thức ưu thế trên không của Moscow tại tiền tuyến. Trong khi đó, Nga cho biết chiến đấu cơ F-16 sẽ không thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột, giống như các loại vũ khí khác mà phương Tây đã cung cấp cho Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi đầu năm nay nói rằng quân đội Nga sẽ phá hủy các máy bay này như đã từng làm với các khí tài khác của Ukraine. Tháng 3 năm nay, binh lính Nga đã quay một đoạn video, trong đó một người đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã cung cấp cho Kiev xe tăng Abrams và tạo cơ hội cho quân đội Nga kiếm tiền bằng cách tiêu diệt chúng. Người này cũng yêu cầu ông Biden gửi thêm nhiều thiết bị quân sự hạng nặng như vậy đến Ukraine, đồng thời nói thêm rằng hiện tại không có đủ số lượng để mỗi quân nhân Nga đều nhận được tiền thưởng từ việc phá hủy những vũ khí và khí tài của phương Tây. Mới đây, phía Iran đã bác bỏ tin đồn về việc Tehran lên kế hoạch ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định đây là một lời cáo buộc ác ý và vô căn cứ. Theo tờ Newsweek, trong ngày 16 tháng 7, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng Tehran có kế hoạch ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuyên bố của Iran nêu rõ, từ góc nhìn của Iran, ông Trump phải chịu trách nhiệm vì đã ra lệnh ám sát tướng Soleimani. Tuy vậy, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các công cụ pháp lý thích hợp.
thông tin cho rằng Tehran muốn ám sát ông Donald Trump là một cáo buộc ác ý và vô căn cứ. Trước đó, đài CNN dẫn lời các quan chức an ninh Mỹ rằng Washington đã nhận được tin tình báo về mối đe dọa từ Iran nhắm vào ông Trump. Sở Mật vụ Mỹ và Ban Quản lý Chiến dịch Tranh cử của ông Trump đều nhận được tin báo để có phương án đối phó thích hợp. Nguồn tin của CNN cho biết, thông tin về những nguy cơ từ Iran đã được thông báo từ trước vụ nổ súng ở Pennsylvania. Không có dấu hiệu nào cho thấy Thomas Crooks liên quan tới kế hoạch của Iran, nhưng nó cho thấy lực lượng bảo vệ ông Trump vẫn để xảy ra sai sót dù đã được tăng cường. Khi được hỏi về tin đồn liên quan tới Iran, Giám đốc truyền thông của Sở Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi nói rằng cơ quan này luôn thông báo về các nguy cơ tiềm tàng để điều chỉnh nguồn lực khi cần thiết. Ông Guglielmi trả lời tờ Newsweek, chúng tôi không thể bình luận về một mối đe dọa cụ thể nào. Điều duy nhất chúng tôi có thể khẳng định là Sở Mật vụ luôn xem xét các mối đe dọa một cách nghiêm túc và phản ứng tương xứng. Hồi tháng 8 năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ từng cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã lập kế hoạch ám sát ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ngoài ông Bolton, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nhận được cảnh báo về nguy cơ bị ám sát. Theo hãng tin RT của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, trong khi Mỹ đang thu lợi từ cuộc đối đầu với Nga, thì châu Âu đang trở thành nạn nhân. Ông Peskov tuyên bố, Nga đủ khả năng chống lại những động thái thù địch của Mỹ, chẳng hạn như việc Nga vừa công bố triển khai tên lửa mới tới châu Âu. Tuy nhiên, các quốc gia EU chỉ trở thành nạn nhân của sự bế tắc giữa Mỹ và Nga. Hãng tin RT đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra nhận xét này với nhà báo Nga Pavel Zazubin. Ông Peskov nói, luôn luôn tồn tại một tình huống nghịch lý, Mỹ triển khai nhiều loại tên lửa khác nhau, có tầm bắn khác nhau, nhưng theo truyền thống lại nhằm vào Nga. Do đó, Nga xác định các thành phố ở châu Âu là mục tiêu hàng đầu của tên lửa Nga. Ông Peskov giải thích, trong khi Washington tiếp tục thu lợi từ sự gia tăng xung đột, thì các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở châu Âu trở thành nạn nhân của căng thẳng Nga-Mỹ. Ông Peskov nói, Nga đang nằm trong tầm ngắm của tên lửa Mỹ đặt ở châu Âu. Nga đã trải qua tất cả những điều này trước đây. Moscow có đủ tiềm năng để ngăn chặn những tên lửa đó, nhưng nạn nhân tiềm năng lại là thủ đô của các nước châu Âu. Tuần trước, Mỹ công bố kế hoạch bắt đầu triển khai vũ khí tầm xa ở Đức vào năm 2026, bao gồm cả hệ thống SM-6 và Tomahawk như một phần trong kế hoạch duy trì hoạt động của những vũ khí này trong tương lai. Moscow tuyên bố sẽ bình tĩnh chuẩn bị phản ứng quân sự trước động thái Mỹ công bố kế hoạch bắt đầu triển khai vũ khí tầm xa ở Đức vào năm 2026. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov mô tả các kế hoạch này là một trong những yếu tố đe dọa mà ngày nay gần như là một phần chính trong cách tiếp cận của NATO và Mỹ đối với Nga. Chuyên gia Andrei Gromyko, chuyên gia thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga nhận định, việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ tới Đức có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. Nếu điều này xảy ra, châu Âu sẽ lùi một bước về nửa đầu những năm 1980 và tình hình châu Âu có thể sẽ đẩy thế giới đến bờ vực của thế chiến thứ ba. Trước năm 2019, tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn vượt quá 500 km bị cấm. Theo Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung được ký bởi cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào năm 1987, Hiệp ước đánh dấu lần đầu tiên hai quốc gia đồng ý giảm kho vũ khí hạt nhân. Các nước bao gồm Đức, Hungary, Cộng hòa Séc và Ba Lan cũng đã phá hủy tên lửa của họ vào những năm 1990. Theo sau là Slovakia và Bulgaria. Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung vào năm 2019 và cáo buộc Nga vi phạm quy định vì phát triển tên lửa hành trình phóng từ mặt đất 9M729, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương định danh là SSC-8, Điện Kremlin liên tục phủ nhận cáo buộc. Vào cuối tháng 6 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có thể tiếp tục sản xuất và triển khai toàn cầu các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất để đáp trả các hành động thù địch của Washington. Khi đó, ông Putin nói,
Bây giờ chúng tôi biết rằng Mỹ không chỉ sản xuất những hệ thống tên lửa này mà còn đưa chúng đến châu Âu, Đan Mạch để sử dụng trong các cuộc tập trận. Cách đây không lâu, có thông tin cho biết tên lửa đang ở Philippines. Không rõ liệu họ có đưa những tên lửa này ra khỏi Philippines hay không. Loại vũ khí tầm xa bị hạn chế bởi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung vốn đã sụp đổ vào năm 2019. Tuy nhiên, Nga cho biết đã kiềm chế sản xuất và triển khai tên lửa tầm xa. Chừng nào Washington cũng kiềm chế làm như vậy. Lực lượng cảnh sát Thái Lan mới đây khẳng định các nạn nhân trong vụ 6 người Việt tử vong ở Bangkok là do bị sát hại, không phải tự sát. Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời Trung tướng Thiti Seongwang thuộc cảnh sát Bangkok nói rằng nhóm khách gồm 7 người đã đặt 5 phòng ở trên tầng 5 và tầng 7 của khách sạn vào cuối tuần trước, nhưng chỉ 5 người đến nhận phòng vào hai ngày 13 tháng 7 và 14 tháng 7. Có 5 người tử vong khớp với thông tin đăng ký tại khách sạn, nhưng người thứ 6 chưa làm thủ tục nhận phòng và người thứ 7 chưa xuất hiện. Cảnh sát hiện đang điều tra lý lịch của họ, đồng thời đang truy tìm người thứ 7. Ông Thiti nói, chúng tôi cần tìm ra động cơ gây án. Điều mà chúng tôi hiện có thể xác định là những nạn nhân trên không chết do tự sát mà họ bị sát hại. Thức ăn bên trong phòng không được động đến, trong khi những chiếc cốc và đồ uống ở đó có vẻ như đã được dùng. Có một nạn nhân có vết thương trên mặt, nhưng có vẻ người này khi ngã xuống đất đã va đập mạnh vào vật cứng. Ông Thiti nói thêm, có hai nạn nhân trong đó, một nam và một nữ, có vẻ như ngã gục khi cố chạy về phía cửa ra vào căn phòng. Theo camera an ninh lắp trong khách sạn, các du khách trên từ 14:04 chiều ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương đã lần lượt di chuyển hành lý của họ tới căn phòng ở tầng 5. Kể từ 14:17 chiều ngày 15 tháng 7, nhóm khách gồm Đinh Trần Phú, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thanh Hồng, Hùng Văn Đặng và Serin Trong bước vào trong căn phòng, sau đó không còn xuất hiện trên camera giám sát nữa. Thông tin được trang TheTiger.com cập nhật lúc 10:30 sáng ngày 17 tháng 7 cho thấy, các cơ quan chức năng của Thái Lan nhận định chất độc cyanua có khả năng là nguyên nhân gây ra cái chết cho nhóm du khách. Ở một diễn biến khác, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trong ngày 17 tháng 7 đã cử đội công tác tới Thái Lan để tham gia điều tra bởi trong nhóm khách thiệt mạng có 2 người mang hộ chiếu Mỹ. Liên quan đến vụ xả súng ngày 13 tháng 7 tại sự kiện vận động tranh cử của ông Donald Trump tại thành phố Butler, bang Pennsylvania, rất nhiều thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi cơ quan an ninh và nhóm của ông Trump cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và lý do kẻ ám sát có thể tiếp cận ở khoảng cách gần để thực hiện vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Vì sao nghi phạm nhắm bắn vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump? Một tay súng bắn tỉa đã loại bỏ nghi phạm Thomas Matthew Crook, 20 tuổi, ngay sau khi người này nổ súng về phía sân khấu, khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương ở tai. Crook sống ở Bethlehem Park, bang Pennsylvania, cách nơi tổ chức cuộc vận động tranh cử của ông Trump khoảng 90 km. Tờ New York Times cho biết Crook làm trợ lý dinh dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Bethlehem Park. Nghi phạm không có tiền án tiền sự. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang tìm hiểu hồ sơ của Crook, phỏng vấn bạn bè, gia đình và nghiên cứu tài khoản mạng xã hội để xác định động cơ gây án của nghi phạm. Crook là thành viên Đảng Cộng Hòa nhưng từng quyên góp $15 cho dự án cử tri tiến bộ, một tổ chức cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ. Tổng thống Joe Biden ngày 14 tháng 7 kêu gọi người Mỹ không nên suy đoán về động cơ của vụ tấn công. Ông Biden nói hãy để FBI thực hiện công việc của mình. Vì sao vụ tấn công có thể xảy ra khi ông Donald Trump được sở mật vụ bảo vệ? Ông Donald Trump được sở mật vụ bảo vệ 24/24 vì là cựu tổng thống. Các cuộc vận động tranh cử của ông Trump thường thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Mỗi khán giả đều được kiểm tra kỹ càng ở cổng an ninh, bao gồm mở túi để soát tư trang, đi qua máy dò kim loại. Tay súng nã đạn về phía ông Trump từ mái của một căn nhà cách sân khấu 120m. Hiện chưa rõ vì sao sở mật vụ không rà soát khu vực này và vì sao lực lượng an ninh lại mất quá nhiều thời gian để ứng phó dù đã nhận được tin báo của người dân về một đối tượng khả nghi từ trước khi người này nổ súng. Quốc hội Mỹ thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra bao gồm các phiên điều trần. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner cho biết, ông muốn tìm hiểu xem liệu lỗ hổng an ninh xảy ra do vấn đề về quy trình hay do thiếu kinh phí.
nghi phạm còn âm mưu gì khác khi nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng trường tại hiện trường, nhưng chưa tiết lộ vì sao Crook có khẩu súng này. Báo giới dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết khẩu súng thuộc về cha ruột của Crook. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy thiết bị nổ trên chiếc xe hơi do Crook điều khiển, nằm gần nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Ngoài ra, vật liệu chế tạo bom cũng được tìm thấy trong nhà của Crook. Liệu Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump có tin tưởng FBI? Đảng Cộng Hòa và các quan chức bảo thủ đặt ra câu hỏi về việc có nên tin tưởng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trong việc điều tra vụ ám sát hay không. Họ chỉ ra rằng các đặc vụ FBI đã bất ngờ tiến hành khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida sau khi ông bị cáo buộc từ chối giao nộp tài liệu mật. Thống đốc bang Florida John DeSantis viện dẫn cuộc điều tra của FBI nổ súng trong buổi tập bóng chày của các thành viên Quốc hội Mỹ năm 2017 như một dấu hiệu cho thấy bộ máy quan liêu của Washington có thể sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, FBI kết luận nghi phạm đã thực hiện vụ xả súng hàng loạt chỉ để kích động cảnh sát tiêu diệt mình với động cơ tự sát. Tuy nhiên, một quan chức hàng đầu thừa nhận trong phiên điều trần trước một ủy ban hạ viện vào năm 2021 rằng vụ xả súng đó có thể được coi là khủng bố nội địa. Vụ ám sát ảnh hưởng như thế nào đến Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa? Các quan chức cho biết ngày 14 tháng 7 rằng họ sẽ không thay đổi bất cứ quy định an ninh nào tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa tại Milwaukee, bang Wisconsin, vì kế hoạch đã được xây dựng trong suốt một năm rưỡi qua. Đặc vụ FBI Michael Hensel cho biết, không có mối đe dọa rõ ràng nào nhằm vào đại hội hoặc các khách mời tham dự đại hội. Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers đã yêu cầu cấm súng ở khu vực xung quanh địa điểm diễn ra đại hội, đồng thời thúc giục các quan chức khác thực hiện những biện pháp bổ sung để bảo vệ khách mời. Vụ xả súng sẽ tác động đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ như thế nào? Nhóm của Tổng thống Joe Biden đã gỡ quảng cáo vận động tranh cử khỏi sóng truyền hình ngay sau vụ nổ súng, đồng thời tạm dừng các hoạt động tranh cử. Tổng thống sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn theo kế hoạch từ Nhà Trắng và tham dự một sự kiện vận động tranh cử ở Las Vegas vào ngày 16 tháng 7. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng hoãn sự kiện vận động tranh cử ở West Palm Beach, bang Florida. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã cân nhắc việc lùi lịch dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, nhưng cuối cùng vẫn đến Milwaukee đúng lịch vào tối ngày 14 tháng 7. Sự kiện sẽ đánh dấu khoảnh khắc ông Trump chính thức trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cũng như hé lộ đối tác tranh cử của ông. Khoảng 2.400 đại biểu trên khắp nước Mỹ đã tề tựu về thành phố Milwaukee để dự đại hội. Tại đây, các đại biểu đã công khai lựa chọn ứng viên Tổng thống của mình. CNN đưa tin đầu giờ chiều ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương. Ông Donald Trump chính thức giành được đề cử trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thông báo ông Donald Trump giành được đa số phiếu bầu với 2.387 phiếu. Bên trong hội trường, các đại biểu hò reo cuồng nhiệt khi hết bang này đến bang khác bỏ phiếu ủng hộ nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee, ông Donald Trump được đề cử làm ứng viên tranh cử vào Nhà Trắng. Ông cũng đã lựa chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance của bang Ohio làm ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Trump viết trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, với tư cách là Phó Tổng thống, J.D. Vance sẽ tiếp tục đấu tranh cho hiến pháp của chúng ta, sát cánh cùng quân đội của chúng ta và sẽ thực hiện mọi thứ để giúp chúng tôi làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thượng nghị sĩ J.D. Vance, 39 tuổi, chỉ trích ông Trump gay gắt hồi năm 2016, nhưng sau đó trở thành một trong những người ủng hộ cựu Tổng thống trung thành nhất. Ngay sau khi ông Trump đưa ra thông báo, ông J.D. Vance xuất hiện trên sân khấu hội nghị, cùng với vợ, bắt tay và ôm các đại biểu vây quanh. Ông J.D. Vance cười rạng rỡ khi chính thức được đề cử làm Phó Tổng thống và dự kiến sẽ có bài phát biểu tại đại hội trong ngày 17 tháng 7. Thượng nghị sĩ J.D. Vance rất được lòng lực lượng cử tri ủng hộ ông Trump, nhưng vẫn còn phải xem liệu ông có thể mở rộng hơn nữa ảnh hưởng của mình hay không. Những phát biểu bảo thủ của ông về các vấn đề như quyền phá thai có thể khiến nhóm cử tri ôn hòa mất lòng. Phát biểu với các phóng viên tại căn cứ Andrew ở Maryland, Tổng thống Joe Biden nói,
Ông Van là bạn sao của ông Trump về các vấn đề này. J.D. Van, 39 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Middletown, Ohio. Ông gia nhập thủy quân lục chiến và phục vụ Iraq, sau đó lấy bằng đại học ở bang Ohio và trường luận Yale. Ông cũng tham gia kinh doanh như một nhà đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon. Ông J.D. Van tạo dựng tên tuổi của mình với cuốn hồi ký, cuốn sách bán chạy nhất năm 2016, Hugh Benley Elegy, cuốn sách xuất bản của ông Trump lần đầu tiên tranh cử tổng thống. Thông điệp chính trong cuốn sách của ông J.D. Van là chỉ với ý chí của chính mình, người Mỹ ở những khu vực đang gặp khó khăn về kinh tế và xã hội mới có thể cải thiện được cuộc sống. Cuốn sách cũng mang đến cho người Mỹ ở các khu vực ven biển và giàu có hơn một góc nhìn vào cuộc sống của những người ủng hộ ông Trump vào năm 2016. Hugh Benley Elegy cũng đưa ông Van đến gần hơn gia đình ông Trump. Con trai của ông Donald Trump Jr. thích cuốn sách này và Donald Trump Jr. cùng với J.D. Van sau đó đã trở thành những người bạn của nhau. Sau khi ông Donald Trump thắng cử vào năm 2016, ông Van trở về Ohio và thành lập một tổ chức từ thiện chống thuốc viện. Ông cũng tham gia các buổi diễn thuyết và là khách mời được yêu thích tại các sự kiện của Đảng Cộng Hòa, nơi câu chuyện cá nhân của ông, trong đó có những khó khăn mà Van phải chịu đựng vì chứng nghiện ma túy của mẹ ông lan tỏa rộng rãi. Xuất hiện tại các sự kiện như vậy là cơ hội để ông Van trình bày những ý tưởng quản lý nước Mỹ, đặt nền tảng cho việc bước vào chính trường vào năm 2021. Thời điểm đó, ông tìm kiếm ghế ở Thượng viện Mỹ do đảng viên Cộng hòa Rose Bowman bỏ lại sau khi nghỉ hưu. Ông Trump ủng hộ ông Van. Ông Van cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và cuộc tổng tuyển cử. Ông Van là đảng viên Cộng hòa không ủng hộ Trump vào năm 2016. Ông gọi ông Trump là nguy hiểm và không phù hợp để giữ vị trí tổng thống Mỹ. Ông Van có vợ là luật sư Usha Chilukuri Van. Người Mỹ gốc Ấn Độ cũng chỉ trích lời lẽ phân biệt chủng tộc của ông Trump, nói rằng ông có thể là Hitler của nước Mỹ. Tuy nhiên, vào thời điểm ông Van gặp ông Trump vào năm 2021, ông đã thay đổi quan điểm của mình, trích dẫn những thành tựu của ông Trump với tư cách là tổng thống. Cả hai người đều gạt qua những lời chỉ trích gay gắt trong quá khứ. Sau khi được bầu làm thượng nghị sĩ, ông Van trở thành đồng minh trung thành của ông Trump tại đồi Capitol, không ngừng bảo vệ các chính sách và hành vi của ông Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump và ông Van có tương tác cá nhân tốt. Các mối quan hệ cá nhân cực kỳ quan trọng đối với cựu Tổng thống Mỹ và cùng ông Van đã phát triển mối quan hệ bền chặt trong nhiều năm qua, thường xuyên trao đổi qua điện thoại. Ông Van có thể diễn đạt nhiều ý tưởng tương đồng của ông Trump. Những người hiểu rõ về quá trình thẩm tra ứng viên phó Tổng thống cho biết ông Van sẽ mang đến cho Đảng Cộng hòa các kỹ năng tranh luận và khả năng diễn đạt tầm nhìn của ông Trump. Charlie Kurtz, người sáng lập nhóm hoạt động bảo thủ Turning Point USA cho biết, Van nêu rõ quan điểm thế giới theo chủ nghĩa nước Mỹ trên hết và có thể giúp ông Trump ở các tiểu bang mà ông thua sát nút vào năm 2020 như Michigan và Wisconsin. Những bang này có chung các giá trị, nhân khẩu học và nền kinh tế với Ohio. Ông Van phản đối viện trợ của Mỹ cho Ukraine, lập luận trong bài xã luận trên tờ New York Times vào tháng 4 rằng chính quyền thiếu một kế hoạch cho sự thành công của Ukraine. Ông cho rằng Ukraine thiếu nhân lực và hỏa lực để chống lại Nga và Mỹ, cũng không có năng lực sản xuất để bù đắp. Ông tin rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây phải từ bỏ mục tiêu quay trở lại ranh giới của Ukraine vào năm 1991 sau khi Liên Xô sụp đổ để tiến về phía trước. Mỹ và các đồng minh châu Âu ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng chủ nghĩa bành trướng tại Ukraine. Ngày 16 tháng 7, một số nguồn tin cho biết 3 trong số 4 đảng trong Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Hạ viện Pháp đã thống nhất đề xuất một nhà ngoại giao, người đã từng đàm phán một hiệp ước môi trường quan trọng làm thủ tướng. Tuy nhiên, khả năng phe cực tả trong Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới sẽ không chấp nhận đề xuất một nhà ngoại giao làm thủ tướng. Trước đó, ngày 15 tháng 7, các đảng xã hội, đảng xanh và đảng cộng sản thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới đã đề xuất bà Lauren Tubiana làm ứng cử viên thủ tướng để giới thiệu lên Tổng thống Emmanuel Macron. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới là một liên minh rộng rãi gồm các đảng cánh tả đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng không đủ để chiếm đa số trong Hạ viện với 193 trên 577 ghế. Bà Tubiana, 73 tuổi, là một nhà ngoại giao và học giả, từng là nhà đàm phán chính của Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, một hiệp định mang tính bước ngoặt. Kể từ năm 2017, bà Tubiana là người đứng đầu Quỹ Khí hậu châu Âu. Mặc dù từng là cố vấn cho chính phủ của Đảng Xã hội, nhưng bà Tubiana không có liên hệ với bất kỳ đảng phái chính trị nào tại Pháp. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới hiện gặp khó khăn trong việc thống nhất lựa chọn một chính khách làm thủ tướng để thành lập chính phủ.
đảng cực tả nước Pháp bất khuất lớn nhất trong liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới cho rằng cần lựa chọn ứng cử viên là thành viên của đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Đảng cực tả nước Pháp bất khuất cũng đã bác bỏ đề xuất của các đồng minh về việc đề nghị các đảng trung dung cùng thành lập một liên minh có khả năng giành được phiếu tín nhiệm tại Hạ viện. Theo nghị sĩ Paul Vanier của đảng cực tả nước Pháp bất khuất, đảng của ông sẽ không ủng hộ bà Tubiana làm thủ tướng vì bà có quan điểm tương đồng với Tổng thống Emmanuel Macron vốn chủ trương ôn hòa. Ông cho rằng nếu đảng cực tả nước Pháp bất khuất ủng hộ đề xuất bà Tubiana làm thủ tướng thì điều này sẽ là sự phản bội đối với các cử tri của liên minh. Theo kế hoạch, thủ tướng sắp mãn nhiệm của Pháp Gabriel Attal sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Macron trong vài ngày tới và ông Macron có thể phải yêu cầu thủ tướng Attal tiếp tục ở lại trong thời gian Pháp đăng cai Thế vận hội Olympic mùa hè năm 2024 bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 tới. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giao trách nhiệm cho các nhà lập pháp đàm phán về một liên minh rộng rãi để tạo dựng thế đa số vững chắc tại Hạ viện, nhằm phá vỡ thế bế tắc sau cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Trong thông điệp bằng văn bản gửi cử tri được công bố trên các tờ báo của Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi "Tôi yêu tất cả các lực lượng chính trị, hãy bắt đầu một cuộc đối thoại chân thành và công bằng để xây dựng một đa số vững chắc." Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm nhằm làm rõ bối cảnh chính trị, nhưng cuối cùng lại khiến Pháp rơi vào tình trạng quốc hội treo. Những người theo chủ nghĩa trung dung liên minh với đảng của ông Macron đang tìm kiếm một liên minh với cánh hữu để phản đối tham vọng của liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới. Trong khi đó, nhóm phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron dường như chia rẽ khi tìm kiếm đồng minh ở Hạ viện. Một số muốn đưa lực lượng từ trung tả đến hữu vào một liên minh rộng lớn, trong khi những người khác chỉ muốn hợp lực với phe bảo thủ. Chính phủ của Thủ tướng Gabriel Attal vẫn nắm quyền khi Pháp đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, nhóm trung dung của ông Gabriel Attal trong quốc hội đã mất đi vị thế và cuộc kiếm tìm người kế nhiệm vẫn đang tiếp diễn. Phe cánh tả tin rằng với tư cách là khối lớn nhất trong quốc hội mới, với khoảng 190 ghế, họ có quyền đề xuất một thủ tướng mới. Cục Khí tượng Trung Quốc vừa quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lớn lên cấp 2, tức mức gần cao nhất trong 4 cấp, sau khi có các dự báo mưa xối xả sẽ tấn công nhiều địa phương miền Trung và Đông của Trung Quốc. Theo đó, Cục Khí tượng Trung Quốc yêu cầu các cơ quan khí tượng cấp tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và Tứ Xuyên kích hoạt các phản ứng khẩn cấp tương ứng dựa trên tình hình thực tế. Quyết định được đưa ra sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nâng mức cảnh báo mưa lớn lên màu cam, tức mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp theo màu kể từ chiều ngày 15 tháng 7. Theo dự báo mới nhất của Cục Khí tượng và Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, mưa lớn sẽ xảy ra ở nhiều khu vực thuộc các tỉnh Tứ Xuyên, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy. Một số nơi mưa rất to kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông lốc và gió giật mạnh. Có nơi lượng mưa lên tới 250 đến 300 mm, dông lốc trên cấp 10, sức gió mạnh nhất lên tới trên cấp 11. Trung Quốc hiện đang bước vào giai đoạn then chốt nhất của mùa lũ từ 16 tháng 7 đến 15 tháng 8. Tại cuộc họp báo cuối tuần qua, quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc từng đánh giá các hiện tượng thời tiết như mưa lớn, lũ lụt và hạn hán ngày càng trở nên bất ngờ, cực đoan và bất thường ở Trung Quốc. Việc thiên tai lũ lụt, hạn hán phá vỡ các kỷ lục trong lịch sử và quan niệm truyền thống thường xuyên xảy ra. Ông cảnh báo bất kỳ lưu vực hoặc con sông nào ở Trung Quốc cũng có thể phải hứng chịu thảm họa lũ lụt cực đoan. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Vương Bảo Ân cho biết, trong giai đoạn then chốt của mùa lũ năm nay, Trung Quốc sẽ cùng lúc hứng chịu cả hạn hán và lũ lụt, trong đó lũ lụt nghiêm trọng hơn. Các hiện tượng thời tiết cực đoan bất ngờ sẽ xảy ra ngày càng nhiều trên phạm vi rộng với tần suất thường xuyên và cường độ mạnh hơn, gây tác động nghiêm trọng và khiến tình hình trở nên tồi tệ, phức tạp. Một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hà Nam vừa hứng lượng mưa bằng cả năm gộp lại chỉ trong một ngày.
Thời tiết cực đoan hoành hành ở miền Nam Trung Quốc trong mùa hè này đang lan dần lên miền Trung và miền Bắc. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 7, lượng mưa 606,7mm được ghi nhận ở thị trấn Da Feng Jing của thành phố Nam Dương trong 24 giờ trước đó. Ngày 16 tháng 7, thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc đóng cửa nhiều tuyến tàu ở các khu vực ngoại ô xung quanh thủ đô của Trung Quốc sau khi phát cảnh báo mưa bão và lũ quét ở miền Bắc. Chính quyền Trung Quốc đã đặt khu vực phía Bắc đất nước trong tình trạng báo động cao về mưa lớn kể từ cuối ngày 15 tháng 7. Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện các biện pháp đề phòng chống tác động của mưa lớn đang di chuyển tới lưu vực Tứ Xuyên và các khu vực phía Bắc sông Hoài. Theo truyền thông địa phương, nhà chức trách ở miền Trung tỉnh Hà Nam đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cao nhất để kiểm soát tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại thành phố Nam Dương vào sáng sớm ngày 16 tháng 7. Thành phố này nằm trên sông Bạch, một nhánh của sông Hàn. Cũng tại Hà Nam, đài quan sát thời tiết của thành phố Thương Khâu đã nâng cảnh báo mưa lớn lên mức cao nhất. Khu vực giao nhau giữa các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông và An Huy sẽ có lượng mưa đặc biệt lớn đến cuối ngày 16 tháng 7. Tại tỉnh Cam Túc, huyện Khang cảnh báo đỏ về mưa và lũ lụt ở vùng núi và ngập lụt đô thị khi các thị trấn hứng chịu những trận mưa lớn. Ở phía Nam, lũ lụt tái diễn dọc theo trung và hạ lưu sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, đã đẩy các khu vực thuộc lưu vực thoát nước của con sông này vào giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng. Chính quyền địa phương đã theo dõi và điều chỉnh lượng nước xả từ đập Tam Hiệp nằm trên sông Dương Tử để giúp giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và các tỉnh khác ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee, ông Donald Trump được đề cử làm ứng viên tranh cử vào Nhà Trắng. Ông cũng đã lựa chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance của bang Ohio làm ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Trump viết trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, với tư cách là Phó Tổng thống, J.D. Vance sẽ tiếp tục đấu tranh cho hiến pháp của chúng ta, sát cánh cùng quân đội của chúng ta và sẽ thực hiện mọi thứ để giúp chúng tôi làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thượng nghị sĩ J.D. Vance, 39 tuổi, chỉ trích ông Trump gay gắt hồi năm 2016, nhưng sau đó trở thành một trong những người ủng hộ cựu Tổng thống trung thành nhất. Ngay sau khi ông Trump đưa ra thông báo, ông J.D. Vance xuất hiện trên sân khấu hội nghị, cùng với vợ, bắt tay và ôm các đại biểu vây quanh. Ông J.D. Vance cười rạng rỡ khi chính thức được đề cử làm Phó Tổng thống và dự kiến sẽ có bài phát biểu tại đại hội trong ngày 17 tháng 7. Thượng nghị sĩ J.D. Vance rất được lòng lực lượng cử tri ủng hộ ông Trump, nhưng vẫn còn phải xem liệu ông có thể mở rộng hơn nữa ảnh hưởng của mình hay không. Những phát biểu bảo thủ của ông về các vấn đề như quyền phá thai có thể khiến nhóm cử tri ôn hòa mất lòng. Phát biểu với các phóng viên tại căn cứ Andrew ở Maryland, Tổng thống Joe Biden nói ông Vance là bản sao của ông Trump về các vấn đề này. J.D. Vance, 39 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Middletown, Ohio. Ông gia nhập thủy quân lục chiến và phục vụ Iraq, sau đó lấy bằng đại học ở bang Ohio và trường luận Yale. Ông cũng tham gia kinh doanh như một nhà đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon. Ông J.D. Vance tạo dựng tên tuổi của mình với cuốn hồi ký, cuốn sách bán chạy nhất năm 2016, Hillbilly Elegy, cuốn sách xuất bản của ông Trump lần đầu tiên tranh cử Tổng thống. Thông điệp chính trong cuốn sách của ông J.D. Vance là chỉ với ý chí của chính mình, người Mỹ ở những khu vực đang gặp khó khăn về kinh tế và xã hội mới có thể cải thiện được cuộc sống. Cuốn sách cũng mang đến cho người Mỹ ở các khu vực ven biển và giàu có hơn một góc nhìn vào cuộc sống của những người ủng hộ ông Trump vào năm 2016. Hillbilly Elegy cũng đưa ông Vance đến gần hơn gia đình ông Trump. Con trai của ông Donald Trump Jr. thích cuốn sách này và Donald Trump Jr. cùng với J.D. Vance sau đó đã trở thành những người bạn của nhau. Sau khi ông Donald Trump thắng cử vào năm 2016, ông Vance trở về Ohio và thành lập một tổ chức từ thiện chống thuốc viện. Ông cũng tham gia các buổi diễn thuyết và là khách mời được yêu thích tại các sự kiện của Đảng Cộng Hòa, nơi câu chuyện cá nhân của ông, trong đó có những khó khăn mà Vance phải chịu đựng vì chứng nghiện ma túy của mẹ ông lan tỏa rộng rãi. Xuất hiện tại các sự kiện như vậy là cơ hội để ông Vance trình bày những ý tưởng quản lý nước Mỹ, đặt nền tảng cho việc bước vào chính trường vào năm 2021. Thời điểm đó, ông tìm kiếm ghế ở Thượng viện Mỹ do đảng viên Cộng hòa Rose Bowman bỏ lại sau khi nghỉ hưu. Ông Trump ủng hộ ông Vance. Ông Vance cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và cuộc tổng tuyển cử. Ông Vance là đảng viên Cộng hòa không ủng hộ Trump vào năm 2016. Ông gọi ông Trump là nguy hiểm và không phù hợp để giữ vị trí Tổng thống Mỹ. Ông Vance có vợ là luật sư Usha Chilukuri Vance, người Mỹ gốc Ấn Độ, cũng chỉ trích lời lẽ phân biệt chủng tộc của ông Trump, nói rằng ông có thể là Hitler của nước Mỹ. Tuy nhiên, vào thời điểm ông Vance gặp ông Trump vào năm 2021, ông đã thay đổi quan điểm của mình.
trích dẫn những thành tựu của ông Trump với tư cách là Tổng thống. Cả hai người đều gạt qua những lời chỉ trích gay gắt trong quá khứ. Sau khi được bầu làm thượng nghị sĩ, ông Van trở thành đồng minh trung thành của ông Trump tại đồi Capitol, không ngừng bảo vệ các chính sách và hành vi của ông Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump và ông Van có tương tác cá nhân tốt. Các mối quan hệ cá nhân cực kỳ quan trọng đối với cựu Tổng thống Mỹ và cùng ông Van đã phát triển mối quan hệ bền chặt trong nhiều năm qua, thường xuyên trao đổi qua điện thoại. Ông Van có thể diễn đạt nhiều ý tưởng tương đồng của ông Trump. Những người hiểu rõ về quá trình thẩm tra ứng viên phó tổng thống cho biết, ông Van sẽ mang đến cho Đảng Cộng hòa các kỹ năng tranh luận và khả năng diễn đạt tầm nhìn của ông Trump. Charlie Kurtz, người sáng lập nhóm hoạt động bảo thủ Turning Point USA cho biết, Van nêu rõ quan điểm thế giới theo chủ nghĩa nước Mỹ trên hết và có thể giúp ông Trump ở các tiểu bang mà ông thua sát nút vào năm 2020 như Michigan và Wisconsin. Những bang này có chung các giá trị, nhân khẩu học và nền kinh tế với Ohio. Ông Van phản đối viện trợ của Mỹ cho Ukraine, lập luận trong bài xã luận trên tờ New York Times vào tháng 4 rằng chính quyền thiếu một kế hoạch cho sự thành công của Ukraine. Ông cho rằng Ukraine thiếu nhân lực và hỏa lực để chống lại Nga và Mỹ, cũng không có năng lực sản xuất để bù đắp. Ông tin rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây phải từ bỏ mục tiêu quay trở lại ranh giới của Ukraine vào năm 1991 sau khi Liên Xô sụp đổ để tiến về phía trước. Mỹ và các đồng minh châu Âu ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng chủ nghĩa bành trướng tại Ukraine.